Các bạn biết không, nãy giờ là tụi mình ăn đã đời luôn. Và bà Sunny bà phát hiện ra là nãy giờ chưa bấm quay. Ôi các bạn ơi, Bon đang nhảy TikTok á, thì có một cái chị ngoài kia mời Bon một ly kem. Hello, xin chào các bạn, và hiện tại là mình đang có mặt tại Đầm Sen Square. Thì ngày hôm nay là mình đang cùng gia đình để đi quay vlog cái kiểu đồ. Bữa giờ các bạn coi clip của mình thì thấy là mình hay ăn uống ở nhà cùng với ba mẹ do tình hình dịch bệnh mà. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy tình hình dịch cũng đỡ rồi, nên mình có dẫn ba mẹ mình tới đây để trải nghiệm về ẩm thực về đêm. Tại vì nghe nói ở đây là bữa tối có chương trình hội chợ vui lắm các bạn. Không biết là các bạn nghe tiếng mình rõ không, chứ nhạc nãy giờ đang dập đùng đùng luôn các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ vào bên trong đi một vòng và cùng nhau khám phá ẩm thực ở Đầm Sen Square nha các bạn. Đi một hồi tiến sâu vào trong khu bên trái thì mình thấy là ở đây có một cái khu vực để chụp backdrop nè. Nên lúc đó ba mẹ của mình đã tranh thủ vào đây để chụp backdrop. Sau đó thì mình qua khu chính giữa. Mình thấy là khu chính giữa này có để hàng ghế rất là nhiều. Theo mình tìm hiểu là ở đây một tí nữa sẽ có đoàn hát Lô Tô Hương Nam và hát Lô Tô cho các bạn nghe nha. Khi mà mình đi quầy bên phải thì mình thấy là bên phải có rất là nhiều cái khu mà để chơi trò chơi hội chợ. Nhưng mà giá vé ở đây khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng cái phiếu mua đồ ăn. Ok, đi một vòng xung quanh khu bên phải rồi chắc là mình sẽ về lại khu bên trái để order một số món đồ ăn để ăn thử nha mấy bạn. Thì cái khu bên trái nè, đi một vòng thì mình mới phát hiện là để mua đồ ăn ở đây là mình phải dùng tiền của mình để đổi ra những cái tờ ngân phiếu nè các bạn. Tờ ngân phiếu ở đây thì có nhiều mệnh giá khác nhau, chẳng hạn như 10.000, 20, 50. Mình thì quyết định là dùng 500.000 để đổi ra một sắp ngân phiếu như thế này. Nhưng mà các bạn đừng lo, khi mà nếu mà ăn uống đồ này nọ xài không hết thì các bạn được quyền tới đây để đổi lại, hoàn tiền lại nha. Cá viên chiên ở đây mình thấy là có nhiều xiên khác nhau và giá mỗi xiên là có 5k, 10k nè. Nhưng mà mình được cái cô chủ quán ở đây giới thiệu là nếu mà để ăn ngon thì các bạn có thể bỏ ra thêm 10.000 để ăn kèm với lại sốt Thái. Nhưng mà cô thấy mình quay clip nên cô tặng cái phần sốt Thái này cho mình luôn các bạn. Sốt Thái ở đây cô làm là cô bỏ những cái nguyên liệu như là có tỏi nè, có rau muống nè. Rồi nói chung là xào lên thơm lắm mấy bạn, nhìn cũng mà lèm lắm. Sau đó thì có tương ớt, có đường, nói chung là gia vị bột nêm đời này nọ cái kiểu ấy. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bưng mấy cái món này ra bàn nha. Nhìn rất là mờ lèm luôn đúng không mọi người. Sau khi mà order xong phần cá viên chiên thì mình qua cái khu đồ Thái. Đồ Thái ở đây á, thì mình tới quán của bé Don và Trang Hy. Đây các bạn ơi, hiện tại là lên món đủ rồi. Nãy giờ đi một vòng lựa một số món thì mình có order một cái phần gỏi ngó sen tôm thịt và gỏi đu đủ ở quán bé Đôn Trang Thi. Đó, ăn thử coi như thế nào. Một phần thì ở đây chỉ có giá là 50 đến 60 ngàn thôi. Mình không biết là phải mình order nên cái phần bưng ra nó bự không bình thường không? Cái phần này mình giống bình thường bán vậy luôn á. Bình thường cũng vậy á. Phần nước chấm rất là ok nha các bạn. Ba chế trộn mà mình gỏi rất là ngon nha các bạn. Các bạn có thể ghé cái quầy D23 bé Don và Trang Thi để ăn thử gỏi đu đủ tôm thịt và gỏi mới sen tôm thịt để ủng hộ nha. Đây là cá viên chiên, nhưng mà bình thường ở 5-6 Bạch Dân thì cá viên chiên chỉ chiên bình thường thôi. Thì ở đây là có phần nước sốt, cô nãy là làm một cái phần sốt Thái rất là thơm mùi bơ. Mẹ mình kêu ăn phần gỏi Thái này nhớ Thái Lan các bạn. Năm nay dịch Covid nên không có được đi Thái Lan. Hy vọng là trong thời gian tới tụi mình sẽ được đi Thái Lan, đi Hàn Quốc các kiểu nào. Các bạn biết không, nãy giờ là tụi mình ăn đã đời luôn. Và bà Sunny bà phát hiện ra là nãy giờ chưa bấm quay. Rốt cuộc là nãy giờ mình ăn với anh Bon nấu quá trời luôn. Sau khi ăn một hồi thì bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái khu vực ghế ngồi. Nhưng mà cái điều đầu tiên khiến mình rất là bất ngờ á là ghế ngồi kín mít luôn mọi người. Hồi nãy lúc mà mình vô á là vắng que luôn. Nhưng mà sau một hồi ngồi ăn uống xong thì các bạn thấy không, ghế ở đây người ta đã ngồi kín mít rồi. Chủ đề ngày hôm nay của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam là chủ đề Tây Du Ký nha mọi người. Và các bạn ơi, điều mà khiến mình rất là bất ngờ đó là về trang phục của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam nha. Trang phục mình thấy ở đây được đầu tư rất là chỉnh chu luôn các bạn. Nào là đồ của Suzu, các bạn thấy đồ của Suzu không? Như là hồ ly cáo chín đuôi vậy. Trời ơi, thật sự mà nói là mấy bạn ở đây mặc đồ rất là đẹp luôn. Hồi nhỏ lúc mà mình coi lô tô á, là mình chỉ coi hát lô tô ở trên mấy cái clip đồ trên mạng thôi. Và đây là lần đầu tiên mình có một cái trải nghiệm mà xem lô tô ở ngoài tận mắt tận tai, và mình thấy là trời ơi, rất là hay, rất là hào hứng luôn. Và về cái phần vé lô tô á, thì chỉ có 20.000 một vé thôi. Chờ xem quá luôn đã thật không, số 1 dòng. Còn số 1, số 1, số 1. Các bạn ơi, sau khi rời khỏi gánh hát lô tô thì gia đình mình đã tới ngay chỗ Sài Gòn Waterbus. Thì đây là bến Bạch Đằng nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình quyết định là dẫn ba với mẹ để trải nghiệm thử đi Waterbus thì sẽ như thế nào nha. Đó giờ mình cũng chưa gần đi luôn các bạn. Hồi nhỏ thì mỗi lần mà ra đây á, mình nhìn mấy cái chiếc tàu chạy trên cái sông Bạch Đằng á, mình kiểu mà ước gì có một lần nào đó được lên tàu. Và ngày hôm nay thì đi cảm giác mà trên tàu nó cũng rất là thú vị. Có rất là nhiều người đang ngồi để chuẩn bị khởi hành các bạn à. Cứ khoảng đâu đó 15 phút nửa tiếng thì sẽ có một chuyến các bạn à. Và giá vé ở đây thì chỉ có 15.000 một vé thôi. Các bạn ơi, hồi nãy mới ăn bên kia xong, nhưng mà nó ăn bây giờ nó cảm giác nó còn chưa no, nó còn muốn ăn kem nữa các bạn. Bon là thật là quá giật. Kem ngon hả? Ở nhà còn một đống kem nó chưa ăn, nó đi ra ngoài cứ đòi ăn kem. Đây, đi mua kem ăn. Tại ông Bon đòi ăn kem mình mới mua cho nó thôi. Mình phải muốn chứng minh cho các bạn là mình là một người anh tốt. Sau khi quẹt mã xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên tàu thôi. Đây các bạn ơi, đây là khung cảnh khi mà mọi người lên tàu nè. Thì hồi nãy mình đặt vé trên mạng thì theo hàng, nhưng mà sau khi mà lên đây á, mình mới nghe là mấy cái anh bảo vệ nói là ok, ai tới trước thì ngồi trước, muốn ngồi ghế nào cũng được. Nên mình recommend cho các bạn á, thì khi mà chúng ta đứng xếp hàng á, thì các bạn cứ cố gắng đứng xếp hàng trước, thì các bạn sẽ giành được những cái chỗ mà ngồi nó vị trí đẹp nhất. Chẳng hạn như là những cái vị trí ở ngoài nè. Ừ, thì các bạn có thể ngồi ngắm cảnh đồ này nọ, nó sẽ dễ dàng hơn là ngồi ở trong này. Đây các bạn ơi, và tàu bắt đầu chạy rồi. Các bạn nghe tiếng động cơ không nhỉ? Ồ, rất là to luôn. Trời ơi, hồi nãy khi mà ngồi trên tàu á, thì cảm giác rất là nóng. Nhưng mà khi mà tàu chạy thì bắt đầu có mát, gió vô, lùa vô rồi các bạn. Để mình thử đi một vòng ra phía sau nha. Sau khi tàu chạy được 15 phút thì mình đã tới một cái bến, và bến này thì mình được dừng chân ở đây ngắm cảnh 10 phút. Thì các bạn thấy background ở phía sau lưng mình không? Là Landmark 81. Đây, bữa tối nhìn rất là đẹp nha mọi người. Các bạn ơi, hồi nãy sau khi đi tàu về thì mình có nhận được một cuộc gọi của một người bạn, và hiện tại là mình đang có mặt tại gần khu vực cầu Ánh Sao. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để ăn tối nha. Nghe đồn ngày hôm nay thì người bạn đó sẽ bao mình ăn một cái món gì đó, và ở đây là nhà hàng Tokyo Deli nha các bạn. Và vào bên trong gặp người bạn đó thôi. Đây các bạn, Khang ngày hôm nay là sẽ dẫn tụi mình đi ăn nha. Tại vì lâu quá rồi không gặp nhau nên là Kha muốn đã tụi mình ăn một bữa. Thiệt là thịnh soạn. Dạo này nghe nói Kha giàu lắm các bạn. Kiểu chớp tới liên tục đồ, giàu lắm. Và ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều món đây. Trời ơi, hoành tráng cho mọi người. Bon hồi nãy nó ăn vẫn chưa đã, và giờ ăn thêm các bạn. Đây mọi người, mời cả nhà ăn cơm. Đây là miếng bánh bạch tuộc. Bên trong miếng takoyaki nó béo, tao nói tuyệt vời. Các bạn ơi, ăn xong thì thấy background đẹp quá nên Bon nó tranh thủ nó quay TikTok các bạn à. Mình thì sử dụng mạng 4G Viettel nên chả phải lo gì rồi. Đặc biệt Viettel đang có chương trình khuyến mại kết nối không đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, miễn phí dung lượng dùng TikTok, Zalo, Viber các kiểu con đà điểu luôn nè. Kiểu này thì về up clip TikTok cả tháng không hết luôn đó các bạn. Ok, nãy giờ nó đang học rồi, và bây giờ để mình thử coi nó quay ra ngô ra khoai dụm nha. Ôi các bạn ơi, Bon đang nghĩ TikTok á, thì có một cái chị ngoài kia mời Bon một ly kem. các bạn ơi, và hiện tại bây giờ cũng đã tối rồi, chắc là tụi mình sẽ về nhà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Còn bây giờ thì bye bye.